Xin chào mọi người, hôm nay cô sẽ review thêm một món nữa, đó chính là xăm đất cho mọi người. Món này đang hot ở trên này, trên TikTok các mọi người. Cái này là chị hai cô mua nè mọi người. Và cái này nhìn ra ngoài giống khoai lang mọi người. Đó. Nhưng mà chị hai con thấy cái món gì mà hot á là chị hai con cứ người ta là bon chen mọi người, là dành mua trước á. Để review bây con sẽ bắt đầu gọt nó ra nha. Cô sẽ bắt đầu gọt nha. Bên trong nó vàng ươm như muối mít luôn á. Con bây giờ con gọt tới phần vàng là được nha mọi người, chứ phần màu trắng thì nó sẽ không được ngọt cho lắm. Đây mọi người, thành phẩm nó xong rồi đây, nó rất là đẹp luôn nha. Bây giờ sẽ bỏ vào nước muối đi cho nó không bị đen để à. Đó. Để giờ mình con sẽ gọt mấy cái khác nha. Rồi bây giờ con sẽ ướp đá nha. Ướp đá lạnh lạnh nó mới ngon nha mọi người. Đen, đó. Sau khi ướp đá 5 phút thì nó đã như thế nào mọi người. Nó đã lạnh luôn rồi á. Mọi người lựa những cái củ mà da nó càng tím thì cái lớp này nó càng vàng mọi người. Nó này nè, mình sẽ ăn thử nha. Mở cam mọi người nha. Cái này á, ăn giống như là ăn mía mọi người. Mà nó ngọt thanh mà ăn giòn như lê á. Nó nhiều món kết hợp lại mọi người. Nhưng mà cái này củ càng vàng càng ngọt và càng ngon nha. Mọi người, có gì anh chị kêu con làm am. Nhưng mà nhà con như cái chiến tranh, như cái chợ vậy á. Làm am, làm là nghe tiếng gà lại ra không à. Chứ không nghe tới được con ăn đâu. Nên không làm được nha mọi người. Mọi người, đốm á là đốm mà ho đốm, nên là đốm không có ăn này. Là cái này công dụng của nó là trị ho nè, trị ung thư đại tràng nè, rồi cái gì mà không mà con không nhớ nữa, nhưng mà còn rất là nhiều công dụng nha mọi người. Cái ruột của nó nè, đó, trắng bóc luôn. Mọi người đừng có ăn vào vòng vòng giống như con ăn hả, mới là còn cái ruột không là nhách. Đớm của ăn giống con luôn. Bây giờ ăn vậy là vừa ngọt ghế đâu mọi người. Cái này là ăn nguyên củ được luôn, chứ nó không có hột, giống như khoai lang vậy. Ờ, cái cùi nó không? Cái cùi nó màu trắng nè, nhưng ăn vẫn được nha. Nó như bông hoa thấy không? Mọi người thấy nó không? Nó tia tia nè. Ừ.
Mọi người có biết con đang làm gì không? Đang ướp giá cho ảnh ăn ngon mọi người. Bởi vì lạnh quá. Những video á mà con review á thì video sẽ là chỉ có 5 phút thôi, tại vì review thì cũng đâu có làm gì đâu. Nên 5 phút, chỉ có 5 phút thôi nha mọi người. À, còn vô như đây thì con sẽ đem vô cho mẹ con với chị Hai ăn nha. Tạm biệt cả mọi người, bye bye.